Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Nét Chợ. Hôm nay mình đang có mặt ở trên đường biên giới của huyện Hồng Ngự đi lên cửa khẩu Thường Phước. Và hôm nay mình xin mời quý vị và các bạn cùng vào tham quan cái chợ ở biên giới, chợ Thường Phước sẽ bán như thế nào nha. Hướng này là sẽ đi lên biên giới cửa khẩu Thường Phước, còn phía này đi ra trung tâm huyện Hồng Ngự. Đó, hai chiều quá. Quý vị và các bạn thân mến, ở phía bên trên đây là có một cái cơ sở khô cấp miền Tây Ba Hằng nè, chuyên bác sĩ da lẻ. Quý vị và các bạn có gia dụng khô thì cứ liên hệ với cái số điện thoại dưới này nha, cô chú sẽ gửi cho mọi người luôn. Ở phía bên này là đường này là sẽ đi lên cửa khẩu biên giới luôn. Bên này thì có bán quần áo. Ở đây chợ mình bán thường thường là từ mấy giờ hả chị? 5 giờ chiều. 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều. 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Dạ. Chị bán ở đây thường là hay bán ở đây không? Dạ thường em bán ở đây, còn hồi tối giờ em cũng bán ở đây không? Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Bên kênh gì vậy? Dạ bên kênh YouTube. Ở bên đây có chị bán quần áo. Quần áo em bé. Chị mà cái đường này là mình đi vô chợ đó hả chị? Dạ, em cảm ơn chị. Nay bán được không chị? Dạ. Gần gần Tết rồi hả chị ha? Dạ. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Đây là ngoài này thì có anh này bán trái cây. Sầu riêng. Quần áo. Đây có cô bán đồ tươi. Đây là chợ mình đầu tiên mình đi lên chợ này luôn á. Đây là bán quần áo. Chợ mình sáng là đông vào buổi sáng ha. Bún bò chóc. Wow, bữa nay mình đến trễ quá, giờ này 10 giờ ở đây có bán bún num. Bún num bò chóc là gì chị? Bún Campuchia. Giờ hết rồi hả chị ha? Tiếc quá vậy ta. Đây là trễ quá giờ này. Đây bán quần áo cũng rất là nhiều, tại vì giờ cũng sắp sửa vô Tết rồi nè. Ở đó có món bún lạ lắm nhưng mà mình không có dịp thử, tại vì mình đã đến trễ quá. Còn mình đã là bán cá. Đây bán khô. Chào chị, nó bán được không chị? Dạ. Trời ơi, bữa nay giờ này giờ em lại trễ quá ha. Ở đây chị bán khô mực nè. Khô mực bây giờ được nhiêu ký hả chị? Ký 500 mấy với 400 mấy anh. Nó tùy loại hả chị ha? À, tùy loại. Dạ. Phía bên trong đó bán quần áo. Còn bên đó bán cò. Đây là bán ốc. Ở phía bên đây thì bán quần áo nè. Phía bên này là sẽ đi vòng giống như là một cái khu dân cư vậy. Đó, bây giờ mình sẽ đi vô bên trong kia. Anh bán cá chả như này chắc anh về hả? Về hả anh? Dạ. Hết rồi đó ha. Hết rồi. Dạ. Rồi, em đi vòng vòng chút nha. Dạ. Mình hôm nay mình đến đây nó cũng khá là trễ. Wow, ở đây bán lịch đó nè, lịch treo tường. Lịch này là của Thúc Húc Dép. Bên đó là quần áo. À, quần áo rất là đẹp. Chị đó chỉ lo coi điện thoại rồi, chị không có quan tâm đến mình nữa. Để bán được không chị? Đây quần áo. Lai gai lai gai. Ở phía bên đây thì bán chuối nè. Chuối bánh à. Chuối bánh. Chị này phát lịch chắc phát lịch đi cho quá. Cái đó mới mua hả chị? À bán hả? Đứng đâu là cho. Dạ, wow, quá trời, mấy trái bưởi nó bự. Bữa này bưởi cuộc đỏ gì chị?
Nay bán được không chị? Ồ, bán được, cái này quá chậm rồi. Chậm hả chị? Mai chị vỏ, vỏ này người ta làm mứt nữa nè chị. Cái này làm mứt nè, người ta gọt nè, ta làm chè bưởi bán nè. Cái vỏ này người ta đâu có làm không chị? Không. Tại chị lấy có cái gọt bì đây hả chị? Cái vỏ ta gọt vỏ nè, đó, đó bên đó bán chè bưởi đó, qua đó ta nhìn ly ly là cái này nè, ta làm chè bưởi đó. Chị tên gì? Hả? Chị tên gì? Chị gì? Xin qua. Quý vị và các bạn có đến chợ Thường Phước 1 đúng không? Chợ Thường Phước 1. Chợ Thường Phước 1 chợ thực phẩm. À, có cái vui không? Cái đó chợ thực phẩm chợ nằm ở đó đó. Còn chị qua hả chị? Chị qua bán trái cây sao ở đây. Chị bán trái cây rất là ngon. Đồ tươi tươi. Trái cây ngon, trái bưởi bự bự. Trái đó chắc hơn ký lô hả chị? Trái hơn ký xong rồi bưởi trái hơn ký xong rồi. Dạ. Bán cái này là chắc cửa buổi sáng hả chị? Buổi sáng vậy là tan rồi rồi đó, giờ chắc trưa là trắng tanh trắng teo hết rồi đó. Dạ, chiều cứ không có luôn hả chị? Chiều cũng lai gai một hai người ta đi chợ buổi chiều ít thịt. Mình bán ra mặt bằng nhà mình luôn hay gì chị? Nhà của ta. À, mình mướn lại ha. Rồi, vậy em đi một vòng ha. Ở đây là phía bên trong chợ. Cái này thuộc dạng giống như chợ Nhà Lồng đó quý vị và các bạn. Đó, chợ Nhà Lồng. Đây là chợ thực phẩm Thường Phước. Chị ơi chị, mà chợ này là mình đi qua bên kia luôn hả chị? Dạ. Chị chuẩn bị dọn vô rồi đó hả? Chiều không bán buổi chiều hả chị? Ủa chị bán hả? Đây chị đâu bán buổi chiều hả? Dạ không chú, bán buổi sáng thôi mà giờ này nó nắng chút xíu rồi vậy. À. Cái chợ này mình đi qua tới bên kia còn người bán không chị? Dạ không, hết rồi đó. Tới đây giờ. Chưa vô chợ, tại là khổng ở chợ ở đây nè. Dạ. Trong này mà đợt dịch tới giờ chưa cho vô chợ, người bán ở ngoài đường gì không? À chưa, người thường là vô trong đó ha. Dạ. Khúc bên kia là nghề đâu bán phải không chị? Dạ, trên kia là cũng chợ đó mà chưa có cho lên. À. Đấy. Em đi nha. Bên đó cũng là chợ đó quý vị và các bạn, thầy chị chia sẻ là sau dịch bây giờ là không chưa có cho vô trong đó bán. Đây là chợ thực phẩm Thường Phước 1. Phía bên này có cái tiệm cà phê trà. Đây là cái bên trong này là giống như dạng Nhà Lồng á. À, bán thịt đồ nhưng mà bây giờ người ta ra ngoài hết rồi. Còn bên đây là tiệm thịt hóa nè. Mình đến chợ này thì bây giờ nó cũng trưa rồi nên không có đông lắm. Chợ này bên đây mình nghĩ nếu như mà đi buổi sáng thì chắc là sẽ rất là đông. Đúng không? Tại vì chợ mà, chợ thường thường là phải đông vào buổi sáng. Còn phía bên này là bán rau củ nè. Ở đây là sát biên giới. Đây lên kia biên giới còn khoảng cửa khẩu Thường Phước là khoảng 1 cây số nữa, 1 km nữa. Ở đây thì chị bán cá rêu hồng, cá chạch lấu. Cá chạch lấu là cá chạch này nè quý vị và các bạn. Còn con cá đó là con cá lóc bông. Nếu phía bên này là sẽ đi ra sau này là hết chợ rồi, sẽ đảo lại về phía sau kia. Bây giờ mình sẽ đi vòng lại. Đây chị bán khô. Đó phía bên đó rồi đi qua bên đó cũng bán một số đồ như là rau củ nữa. Đây bán lấy dây cũng giống như là trong một khu dân cư á. Bí đấy là gọt sẵn cho người ta luôn hả cô? Còn cái bên đó thì bà bán ốc đắng. Chúc mình sẽ mua vòng ra mình sẽ mua tiếp cho bà. Ốc này giờ ký nó nhiều bà? Ký 1 ngàn. 1 ngàn
Dạ, ốc này là mình đi mình bắt luôn hả bà? Cao ngoài xanh lắm. Xanh, ốc này ốc đắng hả bà? Ốc đắng. Nhà bà ở gần đây không bà? Đúng dưới kia là sao? Chợ Trần Xài ngay vô. Bà bán vừa chưa chưa chút rồi bà mới về hả bà? Bán hơi rồi, về nấu cơm rồi. Không mình thôi. Dạ. Quý vị và các bạn nào có đến chợ chợ Thường Phước, à chợ Thường Phước 1 thì sẽ trong chợ mua ủng hộ tiếp bà nha. Bà bán chi tiết có 10.000. Chút nữa mình sẽ quay ra mình sẽ mua tiếp bà. Bây giờ mình đang đi rồi mình không thể nào mình xách được. Thôi con đi bà ơi. Đây là thấy bông hoa này là biết sắp Tết rồi nè. Không khí Tết. Còn phía bên này chị đang lột bắp chuối. Bắp chuối đó, bắp chuối gì chị? Bắp chuối này, bắp chuối chị, bắp chuối hột. Đây, đây đâu phải bắp chuối hột phải không? Bắp chuối gì trời? Bắp chuối gì vậy bà chị ơi? Quá trời có bắp chuối rồi. Bắp chuối này kêu bắp chuối gì quên nữa rồi. Bắp chuối hột nhỏ hơn không chị? Chưa lắm tìm. Cái đó chắc là trên 2kg không chị? 2kg. Tự nhiên anh quay về anh ra đám chuối. Bất ngờ nó mới đẹp chứ. Ở đây chị có bán bông bí nữa kìa, bông bí quá trời ngon luôn. Dạ, bông bí là anh. Quay em chịu nó trước, tôi chuẩn bị nó sẵn. Ở bên đây thì chị bán hải sản nè. Dạ, bên đây ba trên biên giới nhưng mà bán cũng khá là đủ đồ. Trái này là trái quất. Trái cám. Trái quất gì đúng không chị? Cái này là của người chăm cái người công chia nhiều lắm quý vị các bạn. Thơm thơm. Đã làm nước nước uống phải không chị? Ở đây chị bán mắm nè, rồi khô dĩ nữa. Chị bán đây được lâu chưa chị? Hả? Chị bán ở chợ này được lâu chưa? Lâu rồi, mấy năm rồi, năm thứ năm. Chợ mình bình thường chắc mà đông lắm hả chị ha? Đông, mọi lần đông lắm từ dịch giờ ít hơn bây giờ. Mà nó đây đây đây. Còn bây giờ không có Campuchia xuống. Campuchia xuống mình bán cũng thất thoát lắm chứ. Bán mỗi bữa hổm dịch tới tao không cho bán là cấm đứt luôn, tao không cho bán rồi. Dạ đúng rồi. Sau 3 4 tháng gì đó. Chị đã chích ngừa rồi hết rồi phải không? Chích mỗi 3 gầu luôn rồi. Vậy là yên tâm rồi. Ở đây chợ mình ưu tiên tao chích từng trước mà. Dạ vậy cũng được. Rồi em đi vòng vòng chút chứ. Dạ rồi rồi. Ở bên này thì bán chậu kiển nè. Thời giấc này giấc trưa rồi, chợ nó cũng vắng, bà con đi chợ hết rồi. Hai bán được không cô? Ở đây là cô bán là bán sáng chiều luôn hả cô? Bán sáng chiều, cả ngày. Dạ. Yeah. Chợ mình giờ này là bắt đầu vắng rồi hả cô ha? Dạ, giờ này vắng 20. Trưa rồi, dạ. Đây cô bán đậu đũa nè, quá trời đậu đũa cô ngon. Bún súng nữa, bên đó là bún súng cái gì rồi các bạn. Đậu rồng nữa. Ở bên đây thì có chị đang bào qua muống nè. Cái muống bào này mình bán ký được nhiêu chị? Ký 15 ngàn. Cái đó là rau nhút thái không chị? Dạ, nhút thái. Dạ, chị bán đọt bông bí nè, rồi rau muống nữa. Rồi rau muống bào nữa. Bào cái gì cho mấy đứa đi học. Dạ, chị ở gần đây không? Dạ, ở xuống nhà thờ chứ. Quý vị và các bạn nào có đến chợ Thường Phước 1 á thì ghé vô chỗ chị tên gì? Tên Quanh. Chị Quanh mua ủng hộ chị nha. Chút nữa mình cũng sẽ mua 1-2 bó về nhà. Cảm ơn. Rồi. Đây là phía bên trong chợ Nhà Lồng đây. Bây giờ nó đã bị bỏ hoang phế như thế này. Do bây giờ bà con nói là chưa có cho vô trong này bán nên bán ở ngoài hết rồi. Ở đây có chị bán cà phê. Nghe về mới về đó hả chị? Dạ. Đây mình bán có chủ yếu buổi sáng hả chị? Buổi sáng, buổi chiều luôn mà buổi chiều ít người quá rồi. Ít người hả chị? Dạ. Chợ mình chắc vậy là trời thợp chủ yếu buổi sáng. Dạ, buổi sáng thì đâu. Bữa nay mình còn lại trễ quá. Dạ. Đi giống què hết trơn. Bà con đi bán cũng dọn về hết trơn. Dạ. Ở bên đây có chị bán bánh tầm, bánh canh. Giờ chị cũng dọn về. Dọn về đó hả chị? Dạ. Cái này là chấu nè quý vị và các bạn. Chị để vô đây là sẽ cho giữ nhiệt cho cái nồi. Cho cái nóng cái nồi hết chút. Wow, bánh canh. Nồi này là nhiều lắm nghe, nhưng mà giờ hết rồi.
đến đây mà buổi trưa là đói chết luôn. Bánh chuối nè, rồi chị dọn về. Bánh sùng là bánh tằm mình đó hả chị? Bánh tằm xe, bánh tùng, bánh sùng, bánh xếp gì đó. Con thấy bên chỗ Hồng Ngự không chú, bên chỗ Cồn Long Khánh á, người ta cũng bán nhiều chỗ cho cây sung. Đây là bằng cái đó là phía ngoài chợ luôn á quý vị và các bạn. Ở phía bên này thì bán trái cây nữa nè, tỏi nè. Chung với tôi ông màu đỏ, tôi màu vàng, phân để phân biệt lòng của mình rồi ha. Có lợi như là màng anh em màng chung cái lộn qua lộn lại cái màu của mình lấy lại. Dạ. Chứ cái này thì nó xét biết chừng nào nó mới hư. Màng gì chứ mùa mà không hư chứ. Mùa một ha. Đá chuột nó một không à, nó một cái này cái mình tháo cái mình thay khác. À thay được mà cái khung này mà sắt sắt sáu à. Sáu. Anh tên gì? Em tên Tứ. Anh Tứ à, anh ở đây luôn ha, nhà đây ha. Dạ, đây. Anh Tứ ở chợ Thường Phước 1. Anh chuyên mua chuột nè. Cái này mình mua mình đi lên trên biên giới hả? Em không đi trong giờ Tấn Hưng, Vĩnh Hưng giống anh ở đây giờ đâu có đi đâu. Không có đi hả? Dạ. Anh như đây mình lên biên giới làm sao không anh? Cái bên nè. Mình lên ta cho không anh? Lên cho không biết, mình tao quay phim tao cho không mình không biết nha. Chắc Linh coi cho biết cái cửa khẩu thôi. Dạ. Đây lên như đó khoảng cỡ 100m, 200m nó tới rồi. Ồ, chú em lên thử. Qua cầu là tới rồi. Rồi em đi thử. Rồi em cảm ơn anh, dạ, anh Tứ nha. Dạ dạ. Đây là sầu đâu nè. Dở cái bông lên đẹp đẹp. Sầu đâu này là trộn gỏi khô cá lóc là nướng là hết ý luôn. Ăn nó sẽ có vị đắng nhưng mà nó sẽ có hồng hồng ngọt. Mỗi một bó nó gì nhiêu con? 10 ngàn. Nó 100g không con? 2g. Dạ. Chút nữa mình sẽ mua đó về nhà mình nha. Lấy khô cá lóc nướng. Đây là chỗ quần áo, giờ mình cũng đi giáp chợ rồi. Chờ chút xíu. Bây giờ mình cũng đã đi giáp chợ rồi, mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một video clip tiếp theo. Quý vị và các bạn bấm đăng ký kênh để đón xem những video clip mới về cuộc sống người dân miền Tây và ngôi chợ ở miền Tây nha. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn bấm đăng ký để theo dõi những video clip tiếp theo nhé.